kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Nguyễn Phú Trọng có sao chép ông Tập Cận Bình Bài viết do dịch giả ánh liên chuyển ngữ Ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Đồng thời là người đứng đầu nhà nước Việt Nam với chức danh chủ tịch nước Điều này có quen thuộc Đã có sự gia tăng những điểm tương đồng giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam Kể cả là trong chiến dịch chống tham nhũng của họ Kể từ sau khi tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã trở nên quyền lực hơn rất nhiều. Công bằng mà nói, ông Trọng là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ thời ông Hồ Chí Minh. Ông Lê Đăng Xoanh, một cố vấn kinh tế cao cấp của chính phủ bày tỏ, ông còn nhấn mạnh, ông Trọng còn quyền lực hơn cả nhà lãnh đạo Lê Duẩn. Với 74 tuổi đời, vượt quá quy tắc về độ tuổi nắm giữ chức vụ tổng bí thư, nhưng một ngoại lệ đã được đặt ra. Và khi nhậm chức, Ông Trọng tỏ ra miễn cưỡng, thậm chí là còn khiêm tốn khi nhấn mạnh, ông nắm giữ chức vụ vì lợi ích quốc gia. Trước khi ông nắm giữ chức vụ chủ tịch nước, ông đứng đầu Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng và lần đầu tiên trong lịch sử, ông nắm giữ ba vị trí quyền lực nhất, như cách mà Bắc Kinh đã từng áp dụng cho người đứng đầu Đảng Cộng sản vào đầu năm 1993. Đại hội Đảng năm 2016 đã chứng kiến ông Dũng, đối thủ của ông Trọng rời khỏi nhiệm sở và sự bắt đầu một cuộc chiến dịch chống tham nhũng với quy mô nội bộ chính trị và sự bắt đầu một chiến dịch chống tham nhũng với quy mô bộ chính trị có vẻ như Việt Nam đang trở nên giống Trung Quốc hơn theo lời ông Nguyễn Quang A, một nhà kinh tế về hưu và cựu đảng viên nay là nhà hoạt động dân chủ thời chủ tịch nước trước đó không ai có tham vọng lớn như vậy ông nói về chức vụ vốn chỉ mang tính nghi lễ nhưng cựu cố vấn kinh tế Lê Đông Danh đã phản ứng với sự so sánh tương đồng đó. Mọi người có thể thấy một số điểm tương đồng với trong phong cách quản trị giữa hai nhà lãnh đạo, ông nói. Nhưng cách thức và biện pháp của họ phụ thuộc vào bối cảnh chính trị của mỗi quốc gia. Hai nhà lãnh đạo đi theo những quỹ đạo rất khác nhau. Theo Carter, một giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales và là một chuyên gia về Việt Nam. Ông trọng gia nhập Đảng Cộng sản vào năm 1968 và đã dành nhiều thập kỷ làm khâu biên tập ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản. Theo ông Carter, ông Trọng không tham gia bất kỳ chính sách lớn nào trước khi ông được bầu làm tổng bí thư. Ngược lại, ông Tập lại có bề dày hơn. Ông kinh qua các chức vụ từ thư ký văn phòng quốc vụ viện, thư ký văn phòng quân ủy Trung ương, cho đến khi trở thành bí thư thành ủy Thượng Hải vào năm 2007 và gia nhập bộ chính trị cùng năm đó. Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo hoạt động với nhiều kinh nghiệm trong chính quyền tỉnh và thành phố với các vấn đề về quân sự, và nhà nước ở cấp quốc gia. Ông Thayer nói, còn ông Trọng thì hồ sơ kinh nghiệm ít hơn trong bối cảnh thụ hưởng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, người chuyển ngữ ghi chú thêm. Ông Tập là một người hướng ngoại, người tích lũy quyền lực và có một tầm nhìn rộng lớn. Ông Doanh thừa nhận sự tương đồng giữa chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một ngôi sao triển vọng trong Bộ Chính trị dưới quyền Thủ tướng Dũng, đã bị kỷ luật cách chức vụ vào năm 2017 và bị kết án 31 năm tù giam vì tội tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng tiến hành sâu rộng hơn về sau, nhằm vào nhân sự công an và quân đội. Cộng hòa Liên bang Đức thậm chí còn cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một người từng làm việc dưới quyền Thăng tại một doanh nghiệp dầu khí, để đưa về Việt Nam xét xử nhưng trong khi ông taylor gọi ảnh hưởng của tập cận bình đối với ông trọng là một câu hỏi mở thì ông doanh vẫn cương quyết không tin đừng nghĩ ông trọng học điều này từ ông tập hay là ngược lại bối cảnh chính trị giữa việt nam và trung quốc là khác nhau vì vậy bất kỳ sự sao chép nào cũng không hợp lý ông nói mối quan hệ với trung quốc sẽ ở thế ổn định dưới thời chủ tịch nước nguyễn phú trọng ông taylor nói ám chỉ rằng ông trọng giờ đây có thể đứng ngang hàng với ông tập về mặt ngoại giao quan hệ song phương rộng rãi và ông Trọng sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, tổ chức hội thảo lý luận thường xuyên và trao đổi cán bộ chính trị quân sự trẻ, ông nói. Tuy nhiên, ông nói thêm, sẽ có mối quan tâm đặc biệt trong việc chống gián điệp Trung Quốc và tránh khiến cho người dân tức giận xuất phát từ tranh chấp chủ quyền biển của Việt Nam ở Biển Đông. Không có nhà lãnh đạo ở Việt Nam ủng hộ Trung Quốc, ông Theo nói. Ông Doanh thì nhận định thận trọng hơn. Khi cho rằng quyền lực của ông trọng sẽ tăng cường uy tín của lãnh đạo và chính sách của chính ông. Tuy nhiên ông lo lắng rằng mặc dù kiêm nhiệm theo hiến pháp nhưng không có luật nào quy định chính xác mối quan hệ giữa nhà nước và đảng sẽ hoạt động như thế nào. Cần làm rõ vụ kiêm nhiệm này. Ngoài ra có một câu hỏi là làm thế nào để giám sát quyền lực nằm trong tay của một người, ông nói. Thêm vào đó là cần một đạo luật để điều chỉnh cách lãnh đạo đảng tại Việt Nam. Chế độ Cộng sản sụp đổ, quân đội và an ninh bắn nhau, Tổng Bí Thư bị xử tử. Sau một loạt cuộc cách mạng nhung, hòa bình ở Trung và Đông Âu năm 1989, cuộc cách mạng ở Rumani đã diễn ra đầy bạo lực, làm hàng ngàn người chết. Vào năm 1989, mâu thuẫn giữa những nhóm được hưởng đặc quyền đặc lợi xung quanh Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Rumani, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Rumani Nicolae Kokos và dân thường Rumani ngày càng trở nên gay gắt. Caucus cùng tay chân đã sử dụng quyền lực của mình để tham nhũng, làm giàu cá nhân, sống ở trong các lưu đài biệt thự và nơi nghỉ dưỡng như vua chúa thời Trung Cổ. Trong khi đó, mức sống của dân chúng bị tụt xuống dưới mức tối thiểu đã liên tục trong 7 mùa đông, thực phẩm và điện nước phân chia theo khẩu phần. Người Rumani phải chịu đói chịu rét, các căn hộ cá nhân chỉ được phép sửa 4 giờ một ngày. Theo xác lệnh của Caucus, trong mùa đông này, mỗi người Rumani chỉ được ăn mỗi ngày 300 gram bánh mì, cũng như mỗi tháng nửa cân thịt, 200 gram pho mát, một nửa lít dầu ăn, một cân đường, 5 quả trứng gà và 100 gram bơ. Nhưng nhiều nơi cũng không đủ số khẩu phần ít ỏi này. Để bảo vệ cho chế độ của mình, chính quyền Caucus đã xây dựng một mạng lưới gián điệp, chỉ điểm của cơ quan an ninh Secretary tai tiếng dày đặc trong khắp cả nước. Một sự đối lập dù là nhỏ nhất đều bị đàn áp. Mọi sự phản kháng đều bị bẻ gãy bằng các phương tiện tàn bạo nhất. Hàng trăm người được cho là thù địch với chính quyền đã bị bắt, hoặc là biến mất không để lại dấu vết. Nikolai Kokos cũng là người kịch liệt phản đối chính sách cải tổ và minh bạch. Do Michal đề ra, Cuộc nổi dậy bắt đầu ở Timisoara, thành phố lớn thứ hai ở Romania, với những dân tộc thiểu số như người Hungary, người Đức. Ông Laszlo Tokhet, mục sư của nhà thờ Hungary, Mục sư của nhà thờ Hungary cải cách khi giảng đạo đã dám chỉ trích sự phân biệt đối xử đối với người thiểu số Hungary về nạn nghèo đói, về kế hoạch cải cách nông thôn của Caucasus mà hàng ngàn làng mạc sẽ trở thành nạn nhân và biến mất. Giám mục Laszlo Papp đã đưa ra một tối hậu thư, yêu cầu mục sư Tokhet phải chuyển tới một ngôi làng hẻo lánh ở vùng Sibeben trước ngày 15 tháng 12 năm 1989 ông Thơ không muốn đi đúng ngày 15 tháng 12 hơn 1.000 con chiên đã kéo tới tụ tập xung quanh nhà thờ và nhà ở của ông mục sư để bảo vệ ông họ châm nến hát các bài thánh ca trước mắt lực lượng an ninh bất chấp việc cảnh sát dùng dùi cui đánh đập đàn áp khoảng 150 người vẫn ở lại để gác trong đêm sáng hôm sau thêm nhiều người kéo tới không chỉ người thiểu số Hungary mà cả người Rumani người Đức người Serbia Giờ đây họ cùng nhau hát vang bài ca cách mạng năm 1848, khi đó bị cấm, là Romani hãy thức tỉnh. Giờ đây bài hát này đã trở thành quốc ca Romani. Đám đông tuần hành tới quảng trường nhà hát ở trung tâm thành phố và hô vang. Đà đạo Caucus, đà đạo Caucus. Buổi tối sau giờ làm, thêm nhiều công nhân kéo tới, đám đông phá cửa hiệu sách, phá hủy các cuốn sách của Caucus Đến đêm, xe vờ rồng kéo tới, lực lượng biên phòng và an ninh săn đuổi những người biểu tình, đánh đập họ và bắt đi hàng trăm người. Cha Takes bị lôi ra khỏi nhà thờ, đánh đập và đưa tới Sibenburghen. Sáng ra, mọi việc lại trở lại yên tĩnh. Nhưng đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão, bởi vì hôm đó là chủ nhật, ngày đi lễ mà giáo dân Timisorat không thấy mục sư, họ sợ rằng cha đã bị chết nên đã kéo tới chiếm trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản lính biên phòng bắn vào đám đông, có ít nhất 50 người bị chết, trong đó có hai đứa trẻ là con công nhân. Công nhân liền tiến hành bãi công, đòi công bố tên tuổi của những người nổ súng và những người biểu tình. Xe tăng được điều động tới nơi, tình hình trở nên căng thẳng. Hai hôm sau, Thủ tướng Kontaslin Dakalescu tới, muốn điều đình nhưng bất thành và ông phải chạy trốn qua cổng hậu của trụ sở Trung ương Đảng bị chiếm. Như vậy, sự việc đã bùng nổ Hôm sau khi diễn ra cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở thành phố Timisoara, thì quân đội không can thiệp. Một cảnh thanh bình đã diễn ra, những người biểu tình có thể leo lên xe tăng, những cô gái trẻ mang hoa tặng anh em binh lính. Bầu không khí sôi sục lan ra khắp cả nước. Ngày 22 tháng 12, Caucus tìm cách cứu nguy cho tình cảnh của mình, nên đã triệu tập một cuộc viết tinh lớn trước trụ sở Ban Chỉ huy Trung ương Đảng. Phát biểu tại đây, ông hứa hẹn cải thiện điều kiện sống của nhân dân đang đói khổ Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông bị đám đông la ó, huyết sáo đuổi xuống. Lực lượng an ninh đã nổ súng vào đám đông, nhưng quân đội dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng đã từ chối không chịu bắn về những người phản đối Kirkus. Cuộc meeting được truyền hình trực tiếp trên truyền hình nhằm thể hiện quyền lực của Kirkus, nhưng nó đã cho thấy ông thất bại. Sau đó, người ta phát hiện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bị chết. Mặc dù chính quyền nói rằng ông ấy đã tự tử, nhưng các tướng lĩnh tin rằng ông ta đã bị bắn chết vì không chịu đàn áp dân. Hoảng loạn, hai vợ chồng Cocos chạy trốn bằng máy bay lên thẳng. Cảnh chạy trốn đã được chiếu trực tiếp trên truyền hình. Nhưng thực ra, các phi công đã liên kết với những người cách mạng, nên họ giao hai người cho quân đội. Hai vợ chồng Cocos bị đưa tới trại lính Tigovic ở ngoại đô Bucharest, nhằm thủ tiêu sự chống phá của cả lực lượng an ninh trung thành, muốn bảo vệ hoặc giải cứu ông. Một tòa án binh đã được lập ra để xét xử nhanh vào ngày 25 tháng 12 năm 1989 với tuyên án xử tử và ngay sau đó cả hai người đã bị xử bắn. Ba lính dù được chọn vào đội hành quyết và mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào vợ chồng Kirkus. Trước khi bị bắn, ông Kirkus còn hô to, những kẻ phản bội sẽ chết, lịch sử sẽ báo thủ cho chúng tôi và ông hát quốc tế ca. Vài tháng sau, vị quan tòa xét xử hôm đó là Gipka Popa đã tự tử. Sau những ngày hỗn loạn, mặt trận cứu nguyên dân tộc của Lolescu đã nắm lấy quyền lực. Theo Lilescu, Caucasus đã bị cuộc nổi dậy của nhân dân lật đổ, nhưng người ta cho rằng có một lực lượng bí mật giật dây phía sau, bởi vì khi đó ở Rumani không có lực lượng đối lập đủ khả năng tổ chức một cuộc cách mạng. Lilescu bị chỉ trích cố tình gây ra cuộc khốn loạn để biện hộ cho việc tiếp quản quyền lực của mình. Khi đó, ông ta thường nói tới những tên khủng bố chiến đấu cho Caucasus, nhưng theo công tố viên quân sự Danvonier, người giữ quyền công tố trong phiên tòa sự caucus thì hoàn toàn không có những tên khủng bố. Theo sự điều tra của ông, trong 6 thành phố Romani khi đó chỉ có binh sĩ Romani nổ súng theo những mệnh lệnh mâu thuẫn với nhau. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, nhà thơ Mikha Denis Deniskut bị quản thúc tại gia và cấm viết do những bài viết phê phán chính quyền đã đứng trước máy quay tuyên bố tên độc tài caucus đã bị lật đổ đúng một tuần sau khi bắt đầu cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, tình hình vẫn hỗn loạn nhiều ngày sau đó khi lực lượng an ninh và quân đội giàn trận bắn nhau, làm cho nhiều dân thường bị chết. Trên thực tế, số nạn nhân bị chết nhiều nhất xảy ra sau khi cơ cướp bị chất quyền. Tổng cộng có 1.104 người chết, trong đó có 942 người bị chết sau khi cơ cướp trốn chạy vào ngày 22 tháng 12 năm 1989. Việc thay đổi chế độ ở Rumani năm 1989 đã đi vào lịch sử với tư cách là cuộc cách mạng đấm máu nhất trong các cuộc cách mạng nhung ở Trung và Đông Âu. Đây cũng là sự thay đổi chế độ duy nhất ở châu Âu năm 1989 mà người cầm đầu chính quyền cũ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Romani, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Romani Nicolae Cocos và vợ đã bị xử bắn ngay sau một phiên tòa được giàn dựng chấp nhoáng.